Mời chào các bạn đến với chương trình giảng trực tuyến trên kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi rất vui lòng mình chia sẻ với các bạn một vài cái kỹ năng cũng như là cái kiến thức liên quan đến cái gọi là Graphical Causal Models. Và lần này thì chúng ta sẽ học với cái chương trình hay là package nó gọi là GGDEX. Lát nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn thế nào là GGDEX. Thì đây là một cái phát triển nó tương đối mới, nhưng mà cái nguồn gốc của nó thì không phải là mới, mà nó bắt đầu từ đầu thế kỷ 20 rồi. Tuy nhiên bởi vì cái những cái tranh chấp rồi trong cái thời gian đầu thế kỷ 20 rồi sự mà tập trung vào các cái mô hình mà theo cái trường phái mà gọi là thực chứng đó, tức là positivism đó, thì cái dạng mà mô hình nhân quả này á, tức là causal model này á, thì nó bị rơi vào sự quên lãng. Nhưng mà trong thời gian gần đây, khoảng chừng mười mấy 20 năm gần đây á, thì có khá nhiều các cái nhóm nghiên cứu trên thế giới nó quay lại cái chủ đề này. Do đó là tôi cảm thấy rằng là rất là cần thiết để mình chia sẻ với các bạn một số các cái kiến thức mà tôi nghĩ rằng nó là biết đâu là sẽ giúp cho các bạn làm nghiên cứu tốt hơn, hay là có những cái ý tưởng mà đóng góp và có ích cho khoa học. Thì cái chương trình làm việc của chúng ta hôm nay tương đối ngắn, là đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu cái khái niệm nó gọi là path modeling, tức là cái mô hình bằng những cái mà đường link, bằng những cái đường mà nối kết, và cái mô hình gọi là DEX. Đó là tôi sẽ giải thích thế nào là DEX. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái cách sử dụng cái package gọi là GGDEX. Cái này thực ra mà nói tôi cũng chỉ mới học cách đây có tháng gì đó thôi, thành ra là tôi lấy vài cái ví dụ cụ thể mà tôi hiểu được và để chia sẻ với các bạn. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu kỹ thêm, mà tôi hy vọng các bạn nên làm cái đó, thì có thể mà tìm đọc trên mạng hay là những cuốn sách mà cần thiết. Tất cả những bài giảng này thì nó gần như là kiểu như là truyền cảm hứng cho các bạn đó mà, chứ cũng không hẳn là gọi là đi sâu vào chi tiết. Có một vài cái đi sâu vào chi tiết thì ví dụ như trong chủ đề loãng xương thì đi sâu, nhưng mà ở đây là chỉ là truyền cảm hứng cho các bạn, và hy vọng là các bạn mai mốt học được rồi sẽ chỉ lại cho tôi hay là cho các đồng nghiệp khác. Và sau đó là tôi sẽ trình bày một cái ví dụ để các bạn có thể thực hành ngay trên màn ảnh. Thì đầu tiên là cái gọi là path modeling, tức là tôi không biết dịch cái chữ này sao. Path tức là đường, phải không nào? Tức là đường đi, mình cũng gọi là path. Modeling là mô hình hóa, thành ra là mình cũng có thể dịch cái này gọi là cung cách mô hình cũng được. Vì path mình có thể dịch là cung cách, nên là có thể dịch là cung cách mô hình hay là mô hình cung cách. Mô hình cung cách, cung cách mô hình. Bây giờ tôi cũng lộn xộn, tôi chưa suy nghĩ nhiều về cái chữ này đó, thành ra là tôi chưa có cái ý tưởng gọi là dứt khoát về các diễn giải hay là dịch. Thì đây là một cái ví dụ tiêu biểu mà tôi lấy từ bài báo mà của Bobbin vào năm 2005. Thì đây như các bạn thấy là một cái ví dụ tiêu biểu về cái path modeling. Ở đây các bạn thấy có một số các cái yếu tố, cũng có thể gọi đó là biến số cũng được, nhưng mà đây là những cái yếu tố hay là những cái biến số mà mình không có đo được, mà mình chỉ có thể xem nó là một cái biến tiềm ẩn, tức là latent variable. Còn những cái biến mà vuông này, những cái hình mà vuông nhẹ là những cái gì mà chúng ta có thể đo được. Có thể đây là những cái câu hỏi tương tự ở đây cũng như câu hỏi. Và cái đường mà link, tức là cái đường mà nối kết giữa các cái biến mà tiềm ẩn với các cái mà giá trị mà mình, các cái biến mà mình quan sát được á, thì nó là một cái dạng modeling, path modeling. Như vậy thì các bạn thấy là cái path modeling á, nó là một cái cách mà suy nghĩ về mô hình bằng biểu đồ.
Thay vì là mình viết ra hàng loạt phương trình thì mình viết ra là bằng một cái biểu đồ như thế này thì nó dễ hiểu hơn. Thì cái cách mà làm như thế này á, như tôi nói thực ra nó không mới, mà nó bắt đầu từ thế kỷ thứ 20 rồi. Là người mà khởi xướng cái trường phái mà Path Modeling này á, tên là Sue Wright. Ông Sue Wright này là một nhà di truyền học chứ không phải là thống kê học. Nhưng mà ai cũng nghĩ ông ấy là một chuyên gia về thống kê, rất nhiều người làm về thống kê nhưng mà họ không có cái họ không học về thống kê. Thì đây là một người tiêu biểu như vậy. Và từ năm 1918 là ông ấy đã có một cách đề xướng mô hình các cái dữ liệu về di truyền học bằng Path Modeling như thế này. Và tôi đã từng đọc cái bài báo đó và rất thích. Và tôi cũng đã từng ứng dụng cái phương pháp này trong một cái công trình nghiên cứu về những cái cặp sinh đôi đó các bạn. Không ngờ cái công trình nghiên cứu đó sau này được chứng dẫn khá là nhiều lần. Và nó cũng làm cho mình gọi là có tên có tuổi trong cái trường phái luận sư qua cái công trình nghiên cứu đó. Thì cái ý tưởng đằng sau nó xuất phát từ cái gọi là Structural Equation Modeling, tức là SEM trong khoa học xã hội. Thì cái này là nó cũng bắt đầu cũng tương đối lâu, nhưng mà ông này thì có thể xem như là ông tổ vậy đó. Thì đây là cái SEM đó các bạn. Nếu là đây cái biểu đồ này là nó chính là Structural Equation Modeling, nó là một cái cách mà chúng ta thể hiện cái mối liên hệ nhân quả, tức là causal nha, liên hệ nhân quả giữa các biến số. Các biến số đó có thể là những biến số mình quan sát được và thể hiện bằng cái hình mà vuông hình chữ nhật này, hay là những cái biến tiềm ẩn, tức là latent, thể hiện bằng cái hình tròn hay là bầu dục như thế này. Thì đó là cái Path Modeling. Thì như tôi nói là cái ý tưởng về Path Modeling là nó ra đời rất là sớm. Thế nhưng mà lúc đó thì ông Sue Wright không phải là người nổi tiếng. Mà những người mà nổi tiếng thời đó là Carl Pearson nè, Ronald Fisher nè. Những người này là nó gần coi như là guru, tức là những cái đó là nhân vật nặng ký trong cái giới khoa học thời đó. Mà hai người này, đặc biệt là hai người này là Pearson Fisher, là không thích cái ý tưởng của ông Sue Wright. Tại sao họ không thích? Bởi vì họ quan niệm rằng là thống kê học và khoa học nói chung là phải theo cái chủ nghĩa thực chứng, positivism, chứ không có phải là những cái gì mà gọi là mà họ coi là encoded causal connection, tức là không phải cái gì mà gọi là dễ dễ cho những biểu đồ như thế là họ không có chịu. Do đó là bằng mọi giá là họ dìm nói như ngôn ngữ bây giờ là dìm thầy của ông Sue Wright. Và đây là cái mà lịch sử mà tôi đọc được từ trong cái cuốn sách The Book of Why đó, của ông Chupin. Thành ra là rất là hay đọc được cái lịch sử này. Mình mới thấy rằng hóa ra là ngày xưa người ta cũng có những cái tranh chấp nghề nghiệp, và cái người nào mà mạnh là cái người đó là sẽ dìm những người yếu thế hơn. Thế nhưng mà trong khoa học nó có một cái hay á, là mặc dù cái thời đó là bị dìm, nhưng mà sau mấy chục năm sau thì có những người ta quay ngược lại cái thời đó và người ta thấy ô ý tưởng này nó cũng hay và nó có ích. Do đó là nó bắt đầu khởi xướng một cái trường phái khác về phân tích dữ liệu mà dùng Path Modeling. Thì một trong những người mà khởi xướng lại cái trường phái đó là ông này. ông tên là Julia Cohn. Thì như các bạn, nếu mà các bạn nào mà quen với cái đọc mà các bài báo khoa học hay là quen với cái văn hóa mà Tây phương á, thì cái chữ này á, có nghĩa là người Do Thái. Và ông này cũng là người Do Thái. Julia Cohn cũng là người Do Thái. Thì trong một cái cuốn sách rất là quan trọng mà tôi có dịp đọc, cũng không phải dễ hiểu đâu các bạn, đọc được chứ không phải không, nhưng mà không phải dễ hiểu đâu. Cái cuốn sách nó gọi là Causality. Causality là một cuốn sách quan trọng nhất về causal modeling. Cái ý tưởng là lấy từ ông Sue Wright, nhưng mà ông Judy này
ở Judea này là ông ấy là người triển khai cái ý tưởng đó một cách chi tiết và đề ra hàng loạt các cái lý thuyết về cái past modeling. Thành ra là tôi thì tôi xem cái cuốn sách mà gọi là Causality này, nó là một cái loại seminal work, tức là một sự đột phá trong khoa học thống kê. Nhưng mà nó có một điều rất là vui là ngay cả những cái mà ý tưởng của ông này cũng không được cái giới mà khoa học thống kê mặn mà. Ông này là người thống kê, ông này cũng là một chuyên gia về thống kê, nhưng mà ông cũng có cái background về khoa học máy tính nữa, nhưng mà cái giới thống kê vẫn không mặn mà với ông ấy. Thì cái đó là chính ông thú nhận chứ cũng chẳng phải là ai nói. Thì ok, thì bây giờ mình quay lại cái ý tưởng của Judy Pearl. Là ông ấy nói như thế này, ông nói rằng là các cái mô hình á, mô hình đây cho chúng ta nói mô hình thống kê á, là có thể thể hiện bằng biểu đồ qua tập hợp của các cái nodes. Nodes ở đây là variable đó, tức là biến số. Và những cái nodes này á, là được nối kết bằng một tập hợp của một những cái mà edge, tức là những cái edge, tức là cái cạnh á. Nhưng mà thật ra cái này á, là mình chỉ tới cạnh nó cũng không có đúng đâu. Cái edge này á, đúng ra là cái đường link ấy. Tức là nó thể hiện giống như là cái sự mà phụ thuộc giữa các cái biến khác nhau. Và một cái subset, tức là một cái phần của những cái mô hình như vậy á, là ông ấy coi ông ấy gọi tên nó là DAG, tức là DAG, directed acyclic graphs. Directed acyclic graphs. Thì ở đây á, hai cái ý tưởng rất là quan trọng là nodes và edge. Thành ra là tôi sẽ giải thích cho các bạn một chút xíu về cái nodes với cái edge này. Đầu tiên á, là DAG, như vậy á, là nó là một cái cách mà thể hiện cái mô hình thống kê, nhưng mà thể hiện bằng biểu đồ. Nó hẳn là loại biểu đồ giống như hiển thị dữ liệu, nhưng mà nó cái biểu đồ đơn giản thôi. Và tất cả các cái edge này á, là nó unidirectional, có nghĩa là chỉ đi hướng thôi, gọi là directed. Và những cái mà directed edge này á, là nó thể hiện cái mối liên hệ nhân quả, tức là cái causal effect. Do đó là một cái path, nó có thể là một cái sequence, tức là nó có thể là có nhiều cái edge mà nó connect hai hoặc là hơn hai cái nodes lại với nhau. Mà một cái node này là nó có thể là một cái endogenous hoặc là exogenous variable. Endogenous tức là một cái biến số mà có ít nhất là một cái nguyên nhân, còn cái exogenous là cái nhà không có nguyên nhân nào cả. Nó cũng giống như là cái biến mà tiềm ẩn gì đó các bạn. Thành ra là xin nhắc lại lần nữa, edge á, ví dụ như trong cái biểu đồ như thế này, ở đây là chúng ta có những cái biến như là O, A rồi B, C, D. Thì những cái O, A, B, C, D này á, mình gọi nó là vertices. Right? Còn những cái mà nó nối liền giữa cái vertices này á, nó gọi là edge. Thay vì gọi là vertices cũng có thể gọi là nodes cũng được. Thì đó là cái thuật ngữ. Còn đây là cái mà cyclic và acyclic. Thì như các bạn thấy là cái cyclic, tức là tất cả những cái mà nodes này là nó connect được với nhau. Còn cái acyclic là nó không hẳn là connect lại với nhau. Như cái này connect với cái này connect với cái này, nhưng mà không, cái này với cái này không có connect được với nhau. Thành ra là khi mà người ta nói đó, acyclic có nghĩa là unidirection là như vậy. Ví dụ như trong trường hợp này, để mà mình mô tả cái mối liên quan giữa cái giới tính nè, cân nặng nè, và huyết áp nè. Bây giờ là cái biểu đồ này nó thể hiện là huyết áp này là phụ thuộc vào weight, cân nặng. Mà cân nặng thì nó lại phụ thuộc vào giới tính. Nhưng mà huyết áp này nó cũng lệ thuộc vào giới tính. Như các bạn thấy không?
Thành ra là mình có thể thể hiện cái ý tưởng đó, hay là mình có thể thể hiện cái giả thuyết đó bằng cái biểu đồ như thế này. Tức là sex đi thẳng đến blood pressure, sex đi tới weight, weight đi đến blood pressure. Thì cái đây là cái cách mà chúng ta thể hiện một cái mô hình bằng biểu đồ. Thì thấy gì thể hiện bằng mô hình bằng biểu đồ? Thì một cách truyền thống là chúng ta thể hiện bằng cái mô hình thống kê như thế này. Là mình nói BP, tức là blood pressure, là bằng cái intercept cộng cho một cái hệ số mà liên quan đến chiều cao, đến cân nặng, cộng cho một cái hệ số mà liên quan đến sex. Có lẽ các bạn sẽ hỏi, thế còn cái mối liên quan giữa sex và weight nó nằm ở đâu? Ở đây á, là bởi vì chúng ta chỉ quan tâm đến cái biến outcome blood pressure. Thành ra trong trường hợp này á, là cái mối liên quan giữa mà cân nặng với mà blood pressure với huyết áp này á, là được hiệu chỉnh cho cái biến dây tình. Hay là các bạn cũng có thể nói rằng cái mối liên quan giữa giới tính và áp blood pressure được hiệu chỉnh cho cân nặng. Thì cái cách mà chúng ta phát biểu bằng mô hình thống kê là nó như vậy. Còn phát biểu mà bằng path modeling là như cái như được thể hiện trong cái hình trên đây. Như vậy thì cái ứng dụng hay là cái sử dụng của DEX á, là nó tôi nói nhiều. Cái thứ nhất á, như các bạn thấy á, là bởi vì mình có thể vẽ ra các cái nodes và cái edge, thành ra là nó giúp cho chúng ta decode cái những cái mà phát biểu về mối liên quan hay là mối liên hệ nhân quả. Khi mà mình nói á, thì có nghĩa là nó không rõ ràng, nhưng mà khi mình vẽ lên cái biểu đồ thì nó rõ ràng. Do đó là cái người mà người ta có cái suy nghĩ gì nó rõ ràng đó, thì nó thường thường nó suy nghĩ trên biểu đồ. Và do đó nó giúp cho chúng ta là có những cái mà ý tưởng về causal relationship, những ý tưởng về cái mối liên hệ là nó rõ ràng hơn. Và nó giúp cho chúng ta nối kết giữa, liên kết giữa cái gọi là liên quan và cái gọi là causation. Tức là cái mối liên quan nào là mối liên quan thống kê, mối liên quan nào là mối liên hệ nhân quả, thì nó giúp cho chúng ta làm cái đó. Và nó cũng nhiều trường hợp nó giúp cho chúng ta biết được cái nào gọi là covariance, tức là cái biến mà gọi là tiên lượng, cái nào là confounders và cái nào là colliders. Đó là tôi sẽ giải thích cho các bạn cái đó. Và nó cũng thể giúp cho chúng ta giải thích tất cả những cái loại mà bias mà trong nghiên cứu. Thì trong thời gian đâu khoảng chừng 5 đến 10 năm gần đây đó các bạn, thì cái ứng dụng của DEX này trong mà nghiên cứu dịch tế học nó rất là được quan tâm. Tôi đi mà dự mấy cái hội nghị mà trên thế giới thì nhiều người ta nói về cái DEX này lắm. Đó cũng chính là lý do mà tại sao là tôi muốn mang cái ý tưởng này đến cho các bạn. Tại sao mà mình cần cái đó? Tại vì á, là khi mà chúng ta phát biểu về những cái mối liên hệ nhân quả thì thường thường á, là chúng ta chịu ảnh hưởng hay là chịu sự tác động của các cái yếu tố nhiễu hay là các cái yếu tố sai lệch. Các yếu tố sai lệch tôi để ý tôi nói là ví dụ như là bias đấy các bạn. Thì trong nghiên cứu mà quan sát, tức là không phải là nghiên cứu mà lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên, thì nó có nhiều cái loại bias, mấy trăm loại bias. Nhưng mà những cái loại bias mà phổ biến nhất là bias về cách lựa chọn cỡ mẫu, lựa chọn mẫu nghiên cứu, lựa chọn đối tượng nghiên cứu. Loại mà phổ biến là confounder, tức là yếu tố nhiễu, collider là tôi dịch là sai lệch đồng căn. Vậy cái này là tôi có viết trong một cái bài báo trên tập sàn gì quên rồi ta. Tạp chí thời sự y học ở Sài Gòn ấy. Và cái overachievement bias, tức là cái mà gọi là hiệu chỉnh, gọi là không cần thiết. Đây là cũng là một vấn đề rất là quan trọng. Rất nhiều các đồng nghiệp là nghĩ rằng là nếu mà mình có một cái nghiên cứu với nhiều biến số thì mình càng hiệu chỉnh càng nhiều càng tốt. Rất bậy bạ. Cái vấn đề mà gọi là cái biến nào cần được hiệu chỉnh nó không có đơn giản là cái kiểu như là suy nghĩ thống kê. Các bạn cần phải có những kiến thức chuyên môn, những kiến thức chuyên ngành mới biết được cái gì cần được hiệu chỉnh, cái gì không cần được hiệu chỉnh.
chứ không có nên làm những cái kiểu mà gọi là ô vậy là tôi có cái máy tính này là tôi có thể đưa vô tất cả những cái mô hình, tất cả những biến này vô một cái mô hình hội vi tính tính, nó rất là sai lệch. Cái đó là để cho máy tính làm việc rồi, không có được. Và tôi nói đi nói lại này rất là nhiều lần, không phải chỉ ở Việt Nam đâu, ở nước ngoài này cũng vậy nữa. Khi mà tôi gặp mà mấy đồng nghiệp mà họ nói rằng ô cái mô hình này hiệu chỉnh cho cái này, nhưng khi mà tôi hỏi là họ tại sao anh hiệu chỉnh cho mấy cái đó thì 100% là điều ú ớ cả, là bởi vì những người này họ không có suy nghĩ kỹ về cái vấn đề chuyên môn, họ để cho máy tính làm việc. Và tôi ra theo tôi nói thì đó là rất là bậy bạ. Thì trong trong cái bài giảng này tôi sẽ không có nói về selection bias, bởi vì tôi sẽ nói trong một cái dịp khác chứ không phải ở đây. Các bài giảng bị dịch để học thì tôi sẽ nói cụ thể hơn. Thế nhưng mà bởi vì cho cái câu chuyện, để cho cái câu chuyện nó tương đối đầy đủ thì tôi sẽ nói một chút xíu về cái confounder, collider và overachievement bias. Confounder là cái gì? Confounder là nó xuất phát từ tiếng Latin, tức là confidia. Confidia có nghĩa là làm lẫn lộn. thì confounder cũng đúng là cái biến nó làm mình lẫn lộn. Thì tôi nghĩ rằng cái cách mà chúng ta dịch confounder một cách đơn giản nhất đó là nó là biến nhiễu, biến gây nhiễu. Đó là cái biến mà nó có ảnh hưởng đến cái biến mà phụ thuộc cũng như là cái biến mà độc lập, tức là nó ảnh hưởng đến cái biến outcome và nó cũng ảnh hưởng đến cái biến phơi nhiễm luôn, exposure luôn. Do đó là trong một cái mô hình mà ví dụ như y là hàm số của x, mà nếu mà mình không có hiệu chỉnh cho cái confounder đó, thì nó sẽ dẫn đến cái kết quả là bị sai lệch. Ví dụ như trong trường hợp này là cái lý thuyết là diễn giải nè. Confounder là cái biến mà nó tác động đến cái biến nhiễu, tức là cái biến mà predictor đó, tức là cái biến mà predictor variable đó. Nó tác động đến cái biến, nó cũng có tác động đến cái biến y, tức là cái biến phụ thuộc hay là outcome. Ví dụ trong trường hợp này, nếu mà chúng ta quan sát được cái mối liên quan giữa cái số lượng mà kem mà bán ra và cái số lần mà mấy anh cá mập mà nó tấn công mấy người đi biển á, nếu mà chúng ta quan sát được cái mối liên quan đó thì chúng ta cần phải rất là cẩn thận, bởi cái mối liên quan này có thể nó là spurious, tức là cái mối liên quan này có thể là sai. Tại sao nó sai? Là tại vì nó có thể là chịu ảnh hưởng bởi một cái yếu tố khác là confounding variable, tức là temperature. Cái temperature tức là cái thời tiết đó, cái nhiệt độ đó. Thì tôi nghĩ ở Việt Nam cũng như ở Úc thôi, là vào những cái mùa như mùa hè đấy, tức là nhiệt độ nó cao thì người ta tiêu thụ, người ta đi biển rất là nhiều và người ta tiêu thụ kem, và đi biển nhiều á là cũng dễ bị gọi là mấy con cá mập nó tấn công. Thành ra là nếu mà mình phân tích cái mối liên quan giữa cái lượng kem mà được bán ra và cái số lần mà cá mập nó tấn công á, mà mình không có hiệu chỉnh cho cái biến mà nhiễu như thế này thì nó sẽ dẫn đến các cái kết quả có thể là sai. Do đó là confounder là cái biến mà chúng ta cần phải chú ý đến. Một số cái biến confounder thì chúng ta có thể đo lường được, nhưng mà một số biến confounder thì mình không có đo lường được. Nhưng mà mình cần phải biết nó. Thì một cái dạng khác nữa, nó không phải là confounder nhưng mà nó gọi là collider. Collider tôi gọi là sai lệch đồng căn. Cái này là bác sĩ Nguyên dịch cho tôi đó. Sai lệch đồng căn. Nó còn gọi là Bertrand bias. Thì nó khác với confounder. Cái collider là một cái biến mà nó ảnh hưởng đến cái biến exposure, tức là cái biến x, mà nó cũng ảnh hưởng luôn đến cái biến mà outcome, tức là biến phụ thuộc. Còn cái hồi nãy là cái confounder nó ảnh hưởng có biến x, ảnh hưởng đến biến y. Còn này ngược lại, tức là biến x ảnh hưởng đến nó, biến y cũng ảnh hưởng đến nó. Và nếu mà mình hiệu chỉnh cho cái collider trong cái mô hình mà y là hàm số của x thì rất dễ dẫn đến bias. Thành ra là chỉ có cái confounder thì mình mới điều chỉnh thôi. Còn nếu cái biến đó là collider thì mình sẽ không có điều chỉnh. Thì tôi sẽ quay lại với cái khái niệm collider hay là sai lệch đồng căn này trong một cái bài giảng khác liên quan đến chương trình giảng về dịch tế học. Thì đó là collider. Một cái khác nữa nó cũng làm cho chúng ta hơi nhức đầu, đó, nó gọi là mediator, tức là biến trung gian đó. Thì cái biến trung gian thì nó dễ hiểu hơn. Là cái biến trung gian là một cái biến mà nó gây ra cái sự mà
nó đào, ví dụ như đây là biến X là cái biến mà gọi là exposure, và biến Y là biến outcome. Thì cái biến trung gian có nghĩa là cái biến X này nó ảnh hưởng đến cái biến mediator, tức là biến trung gian mediator, và cái biến trung gian nó ảnh hưởng đến cái outcome. Nhưng mà nếu mà mình phân tích mà chỉ dựa vào cái X với cái Y mà không xem xét đến em á thì phải là coi chừng. Hoặc là nếu mà mình điều chỉnh vào cách gọi là đơn giản như mô hình hội quy tuyến tính hay là mô hình hội quy logistic á, thì nó cũng có thể dẫn đến cái tình trạng bias, bởi vì nó không có nói được là bao nhiêu phần trăm cái mối liên quan giữa x và y là do cái biến mà mediator này nó gây ra. Thì đây cũng là một cái tình trạng tương đối phổ biến trong nghiên cứu khoa học, nhưng mà rất ít người chú ý đến nó. Thì hy vọng rằng trong một cái bài giảng về dịch tế học thì tôi sẽ quay lại với cái ý tưởng này, nó rất là hay, rất là quan trọng. Ok, thì bây giờ là có lẽ là tôi đã nói một chút xíu về cái ý tưởng về path modeling và ba cái loại mà bias mà có lẽ là chúng ta cần phải chú ý nó trong tương lai nhiều hơn. Bây giờ tôi xin giới thiệu với các bạn một cái package R, nó tương đối mới, nó gọi là ggDAC. Thì đây là một cái A package, tức là một cái chương trình mà được xây dựng dựa trên cái ngôn ngữ R. Và cái chương trình này là do một em nghiên cứu sinh ở trường đại học Nam California, tức là University of Southern California, nó xây dựng. Và nó dựa trên nền tảng của các cái package như là Dynity, rồi DPLYA, rồi ggGraph nữa nha, và ggplot2 nữa. Thì đây là những cái software mà ví dụ như là đi HTTP á, cái này HTTP đi chì chứ không phải, cái này chì chứ không phải là đi, bạn sửa đi mà tôi đi HTTP là nó là một cái dạng software mà để mà phân tích các cái mô hình như là structural equation modeling và DAC. Thì cái hàm mà chủ yếu của nó là đi Agify, rồi ggDAC, rồi ggDAC, rồi đi separated, rồi ggDAC adjustment set. Thì đây là những cái hàm tương đối là dễ sử dụng. Các bạn có thể vào cái trang web này nè và sẽ học được nhiều hơn. Ở đây là tôi chỉ lấy từ cái ví dụ đó mà giải thích cho các bạn thôi. Bây giờ để mà vẽ một cái hình thì các bạn thấy nó rất là đơn giản đây ha. Bây giờ đầu tiên là mình gọi cái package đó ra, cái ggDAC. Rồi mình nói rằng là ok, bây giờ tôi muốn cái thêm của tôi là thêm DAC, sẽ các bạn chỉ gọi trực tiếp y chang như vậy thôi. Bây giờ nếu mà mình muốn vẽ một cái biểu đồ mà X là ảnh hưởng đến Y, X ảnh hưởng đến Y, thì mình dùng cái hàm gọi là D-Archify. Y là hàm số của X, rồi cái mình dùng cái pipe operator trong DPLYA đó, ggDAC, thì nó sẽ cho các bạn cái hình này rất là đơn giản luôn. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn cái hình mà nó có vẻ bi-directed, tức là nó có hai cái mũi tên á, thì thay vì dùng một cái tilde, bây giờ các bạn dùng hai cái tilde, tức là y bạn tilde tilde x, thì nó vẽ cái này, nhưng mà nó vẽ đường cong một chút xíu. Thì đó là cái cách mà đơn giản nhất mà các bạn nên sử dụng. Giả dụ như bây giờ đó là chúng ta có ba cái biến số x, y và a. Bây giờ tôi nói rằng đó là y là hàm số của x là hàm số của a, và a là hàm số của y. Rồi cái ggDAC thì các bạn thấy nó sẽ vẽ ở biểu đồ thế này, rất dễ thương phải không nào? Đó là thay vì mình dùng PowerPoint vẽ rất là lâu, thì bây giờ các bạn có thể dùng cái ggDAC này vẽ rất là dễ dàng. Bây giờ là mình ứng dụng cái đó để mà vẽ một cái mô hình, mà cái mô hình này là nó mang tính gọi là concept nè, tức là khái niệm. Cái này nó hơi mấy món nghề nghiệp chút, thành ra là tôi sẽ lấy cái ví dụ về loãng xương ra để mà làm ví dụ. Ví dụ như là tôi nói rằng đó là cái nguy cơ mà bị gãy xương là nó lệ thuộc vào cái mật độ xương, hay là nó được xác định bởi cái giá trị của mật độ xương. Thì để mà viết theo cái mô hình thì chúng ta nói rằng fracture là hàm số, tức là tilde của BMD. Nhưng mà BMD này á là nó lại chịu ảnh hưởng của
smoking và cân nặng. Những người nào mà hút thuốc lá thì có mật độ xương thấp, những người nào mà có cân nặng càng cao thì mật độ xương càng cao. Do đó là viết theo cái mô hình là BMD là hàm số của smoking và weight. Nhưng mà cái smoking và weight này là có thể là nó chịu ảnh hưởng của một cái yếu tố mà mình tạm gọi là không có, tức là cái lối sống mà không lành mạnh. Thì cái lối sống không lành mạnh này mình không quan sát được. Thành ra mình cho nó là một cái biến tiềm ẩn, tức là latent factor. Như vậy là smoking là hàm số của unhealthy, weight là hàm số của unhealthy. Và cái unhealthy này chúng ta gọi nó là latent variable. Thì cái này là cái giả thuyết, cái mà chúng ta phát biểu bằng chữ. Bây giờ là chúng ta sẽ triển khai nó bằng error qua cái mờ hồi nãy đó. Ok, fracture là determined by bone density, phải không nào? Cái này, cái đối tượng này tôi gọi nó là fracture. Tôi bắt đầu tôi khai báo cái mô hình D-identify fracture function of BMD. Phải một cái, BMD là predicted by smoking and weight. BMD is predicted by smoking and weight. Phải một cái, smoking là hàm số của unhealthy, weight là hàm số của unhealthy luôn. Sau đó là tôi sẽ cho nó cái level, vậy là mình có bao nhiêu biến nè. Cái biến fracture này tôi gọi nó là fragility fracture. Mà cái dấu mà backslash với n này có nghĩa là xuống dòng đó các bạn. Còn cái biến mà smoking này tôi gọi nó là smoking. Cái biến BMD này tôi gọi nó là bone density. Biến unhealthy này tôi gọi là unhealthy lifestyle. Biến weight gọi là weight, tức là tôi cho nó cái label. Sau đó là cái biến latent tôi định nghĩa nó là unhealthy. Cái biến unhealthy này là latent. Cái biến exposure ở đây là smoking. Cái biến outcome ở đây là fracture. Đấy. Thì cái ý đồ đằng sau này là tôi muốn ước tính cái sự ảnh hưởng của smoking đến gãy xương. Ý đồ đằng sau vậy, exposure nè. Exposure là smoking nè. Đấy. Nhưng mà biến trung gian đó là BMD. Thành ra là bắt đầu khi tôi được khai báo hết cái mô hình, bắt đầu tôi dùng cái hạng CGDAT là cái đối tượng là facts. Không cần text, you label là bằng yes, tức là label ở đây. Thì các bạn sẽ thấy nó vẽ cho mình cái mô hình như thế này. Đây là fracture, là chịu ảnh hưởng của BMD. BMD là chịu ảnh hưởng bởi smoking nè. Smoking là chịu ảnh hưởng của cái mà yếu tố gọi là lối sống không có lành mạnh. BMD nó cũng chịu ảnh hưởng của weight. Và weight cũng là chịu ảnh hưởng của cái lối sống không lành mạnh. Thì đây là cái cách mà chúng ta thể hiện cái mô hình, cái cách mà chúng ta triển khai cái mô hình từ cái giả thuyết sang mô hình mà trên biểu đồ vậy. Phải công nhận là nó dễ thôi các bạn, nó quá dễ, nó giúp cho chúng ta visualize, tức là hiển thị, giúp cho chúng ta giải thích cho mấy cái đồng nghiệp ngoài ngành nó dễ hơn. Nhưng mà bây giờ tôi dùng một cái hàm khác, tôi gọi là GG adjustment set, và vẫn là cái đối tượng vẫn là fact hồi nãy đó, và tôi nói show cái shadow, thì bây giờ nó sẽ rõ ràng hơn. Là ở đây là nên nhớ là cái biến mà exposure của mình là smoking, phải không nào? Nhưng ở đây này exposure mình là smoking, thành ra là chúng ta muốn tìm hiểu là cái ảnh hưởng của smoking này đến fracture nè. Và cái biến này với biến kinh trung gian. Nhưng mà bởi vì smoking, bởi vì BMD này nó chịu ảnh hưởng của smoking và cái cân nặng. Thành ra là theo cái mô hình này là nó nói là chúng ta cần phải hiệu chỉnh cho weight. Chúng ta cần phải hiệu chỉnh cho weight. Và khi mà mình hiệu chỉnh cho weight thì mình mới có thể ước tính được cái mối liên quan giữa smoking và fracture một cách gọi là không có bị sai lệch. Không có bị sai lệch. Thì cái màu mà cam này, cái màu màu hồng này nó gọi là adjusted. Còn những cái màu mà xanh này nó gọi là không có cần phải adjusted. Đấy. Rồi mediation. Nãy tôi đã giải thích cho các bạn cái mediation, tức là cái biến mà gọi là chính giữa đó. Đây là cái biến mà predictor hay là biến độc lập. Đây là cái biến dependent, là biến phụ thuộc. Thành ra là biến chính giữa nằm ở đây. Thành ra là mình cũng có thể vẽ được, là tôi chỉ cần vẽ là chi đó deseparated, rồi cái fracture controlling for weight and BMD,
thì nó sẽ cho ra kết quả như thế này. Thì nó báo cáo với chúng ta cái nào mà mình cần phải áp chế thì cái nào mà cần không áp chế thì. Nhưng cái này là tôi chỉ làm để mà minh họa thôi, chứ trong thực tế thì có lẽ là nó đòi hỏi cái suy nghĩ nhiều hơn nữa chứ không phải đơn giản như vậy. Nếu mà dựa vào cái mô hình thì nó nói đây là cái chế thực là đây là cái chế thực là đây là chế thực cho cái chỉ vị trí phát triển. Collider hồi nãy tôi có nói các bạn, nó collider là cái biến mà nó chịu ảnh hưởng bởi cái biến exposure và cái biến outcome. Nó có một cái nghiên cứu mà tôi thấy rất ư là thú vị được công bố trên cái tạp san về di truyền học của bên Mỹ, tôi lấy ra làm ví dụ ở đây. Là trong nghiên cứu này các tác giả là nó muốn minh chứng, nó muốn chứng minh rằng đó là nếu mà mình hiệu chỉnh trong cái mô hình mà hồi quy mà logistics mà một cách không hợp lý đó, thì nó dễ dẫn đến sai lầm trong việc mà kết luận trong trong cái kết luận. Thì các cái tác giả này á, là họ lấy cái giới tính á, là cái biến giới tính á, là cái biến outcome. Và họ họ biết rằng á, là cái giới tính này nó tùy thuộc vào chiều cao, bởi vì á, nữ á, thì thường thường có chiều cao tính trung bình thấp hơn nam, và cái giới tính này nó không dính dáng gì đến gen cả, không dính dáng gì đến những cái mà biến thể gen cả. Okay. Trong thực tế là mình biết rõ ràng vậy, không dính dáng gì hết cả. Thành ra là giới tính và cái gen này nó hoàn toàn independent. Nhưng mà cái chiều cao này á thì nó lại chịu ảnh hưởng của gen và giới tính. Các bạn hiểu chưa nào? Thành ra là trong trường hợp này á, là height là nó chịu ảnh hưởng bởi gen mà nó cũng chịu ảnh hưởng của giới tính. Bởi vì á, vì người ta là nữ, thành ra người ta có cái chiều cao thấp, hay là người ta là nam, người ta có chiều cao cao. Bởi vì người ta có những cái gen này bất kể nam hay nữ, người ta mới có chiều cao thế này. Thành ra là để mà thể hiện cái collider, tức là cái sai lệch đồng căn trên cái biểu đồ đó, thì các bạn sẽ cái này tôi đã tạo ra đối tượng sách chim là collider triangle. Thì đây là một cái hàm trong cái ggret x á, tức là cái biến là independent á, là chim. Y á, là cái biến phụ thuộc outcome á, là sex. Đây em á, là cái biến collider gọi là height. Rồi nghe mình vẽ cái biểu đồ mình nghe chi chi đắt xét chim này thì nó sẽ vẽ là thế này. Thì đây là cái collider, nhưng mà giả dụ như là tôi mới nói rằng là chi chi đắt đi separated xét chim như thế này thì sao, thì nó đề nghị mình như thế nào, là như các bạn thấy là nó cái màu đen này á, là nó gọi là unadjusted, tức là coi như là mình không cần phải adjusted cho nó nha. Bởi vì á, cái height hay là cái chiều cao trong trường hợp này nó là collider, nó là cái biến collider. Mà nếu mà mình đã chết cho biến collider như tôi nói nãy là nó sẽ làm sai lệch cái mối liên quan giữa gen và giới tính. Thành ra nếu mà mình nói, nếu mà mình control for height, mình nói chi chi that de separated là coi như nó báo cho mình biết ngay, là nó nói rằng á, bởi vì chim á, với cái mà xét này không có giới, không có liên quan gì với nhau cả. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái xét này là một cái biến outcome và chim này là một cái biến độc lập và hai này biến độc lập thì chắc chắn là nó sẽ đưa ra một vài cái kết quả, nhưng mà kết quả nó hoàn toàn sai lầm, là bởi vì á, là mình không có nên gọi là điều chỉnh cho cái biến collider. Thì nói tóm lại các bạn, cái đây là một bài gọi là rất ư là đơn giản để giới thiệu cho các bạn với chi chi đắt mà thôi, và hy vọng là tạo ra cảm hứng để các bạn có thể làm nghiên cứu thêm. Nói tóm lại là đắt là một cái cách mà tiếp cận rất là tốt cho các cái mô hình mà hồi quy, kể cả hồi quy tuyến tính rồi hồi quy logistics. Tại sao nó tốt là bởi vì nó giúp cho chúng ta minh bạch hóa những cái ý tưởng về cái gì là covariance, cái gì là confounder, cái gì là colliders, và tất cả những cái này là chúng ta có thể triển khai bằng cái phát triển chi chi đó một cách rất là dễ dàng và đơn giản như các bạn thấy. Thì tôi hy vọng rằng các bạn đã tìm ra một vài cái đã thu thu nhận được một vài cái thông tin thú vị và có ích từ cái bài giảng này. Tôi sẽ quay lại cái bài giảng này trong tương lai, trong cái loạt bài liên quan đến dịch tễ học. Bây giờ thì tôi xin ngưng ở đây và tạm 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 và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài giảng lần sau.